Mới đây, sau hàng loạt bài đăng trên mạng xã hội nói về tình trạng các quán cơm bình dân không để bảng giá niêm yết, tự động nâng giá với những mức giá trên trời. Hơn nữa thì một số cửa hàng còn bị phản ánh về thái độ phục vụ kém, thậm chí rào mặt chửi bới, đánh khách hàng khi có ý kiến về giá cả hay không đồng ý thanh toán. Trước tình trạng này, nhiều người dân tỏ ra vô cùng bức xúc và cho rằng những quán ăn như vậy cần phải được lên án để người dân đề phòng. Đã có những cái vụ việc chặt chém các thứ, hoặc là những cái cơm đi chặng đường của những người lái xe chặng đường dài, nhất là những nơi mà khám chữa bệnh nhiều như bệnh viện các thứ ấy, mọi người cũng đã khổ lắm rồi. Nhưng vào đấy thì mất đi cái đồng tiền không đáng giá thì người ta rất là sốc. Có một số quán là kiểu vẫn tình trạng là không có cái bảng niêm yết giá cơm ấy. Cho nên là người ta ăn khi tính tiền xong thì là người ta tính tiền quá so với suất cơm đấy. Làm như thế là người ta rất chi là cảm thấy như là bị lừa. Đã là cơm bình dân thì suất cùng lắm thì người lao động thì chỉ chấp nhận được mức giá là tầm 40-50 nghìn là cao rồi, mà tính lên đến 100 bao nhiêu đấy thì là không chấp nhận được. Nếu mà tính tiền theo cái kiểu chộp giật như thế với lại mà chửi khách hàng hết thì những cái quán cơm đấy thì chắc người ta chỉ bán cho những người là đến một lần thôi, chứ còn không bao giờ người ta sẽ đến lần thứ hai. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Thành Nam cho rằng phía cơ quan chức năng cần vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa và có các chế tài nghiêm khắc, tránh những tình trạng như thế này được tái diễn. Thứ nhất là chúng ta cần phải nâng cao nhận thức của người tiêu dùng. Đầu tiên là họ cũng sẽ cần phải có một cái ý thức, như đi vào đâu sử dụng các sản phẩm thì họ cần phải xem là cái nhà hàng có niêm yết giá hay không. Thứ hai nữa là chúng ta cũng cần phải có tăng cường cái hệ thống giám sát và kiểm soát của các cái cơ quan quản lý một cách gọi là đảm bảo và nghiêm ngặt để mà phát hiện những cái vi phạm sớm. Thế còn thứ ba nữa là chúng ta cũng sẽ thấy rằng là bây giờ ấy là phải có thêm những cái đường dây khiếu nại như thế nào đó, để nếu mà có những cái vi phạm ở trong những cái khu vực, đặc biệt là những khu vực liên quan đến ví dụ như bệnh viện này hay là những khu du lịch, để cho cơ quan chức năng quản lý họ biết và họ xử lý. Hiện ngày càng xuất hiện nhiều những quán ăn sử dụng các chiêu trò như không để bảng giá, tự động nâng giá thức ăn và cho khách hàng ăn xong mới báo giá để chặt chém. Vì vậy, người dân cần tỉnh táo tìm hiểu và cân nhắc thật kỹ trước khi chọn quán ăn, đồng thời yêu cầu chủ cửa hàng báo giá trước khi ăn để tránh rơi vào trường hợp ngậm ngùi trả tiền vì không hỏi trước giá.